Chào mừng các em đến với kênh thầy Liên. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi vở bài tập tiếng Việt lớp 5, tuần 7, trang 43-45. Tập làm văn, luyện tập tả cảnh. Số 1 nhỏ. Đọc bài Vịnh Hạ Long, sách tiếng Việt 5, tập 1, trang 70-71. Trả lời câu hỏi. A. Xác định thành phần mở, xác định phần mở bài, thân bài, kết bài của bài văn. Mở bài, thân bài, kết bài. Như vậy thì ở câu số 1 này các em sẽ mở lại sách tiếng Việt lớp 5, tập 1 trang 71, 70, 71 để trả lời câu hỏi ở dưới đây. Thì ở dưới đây đầu tiên câu A, đề bài yêu cầu các em đã xác định mở bài, thân bài, kết bài của bài văn. Thì ở đây mở bài là đoạn văn mở đầu bài văn, kết bài đó là đoạn văn cuối cùng kết thúc bài văn, còn thân bài đó là cái đoạn còn lại ở giữa mở bài và kết bài. Như vậy thì các em sẽ đọc lại bài Vịnh Hạ Long rồi chúng ta sẽ xác định như sau. Xác định phần mở bài, thân bài, kết bài của bài văn. Mở bài là Vịnh Hạ Long là một thắng cảnh cho đến là đất nước Việt Nam. Rồi thân bài là gồm 3 đoạn tiếp theo, cái đẹp của Hạ Long cho đến ngân lên vang vọng. Kết bài là câu văn cuối, núi non mãi mãi giữ gìn. Tiếp theo câu B, đó là xác định các đoạn của thân bài, nêu nội dung miêu tả của mỗi đoạn. Thì các em đọc kỹ các đoạn văn và chú ý từ in đậm mở đầu của mỗi đoạn văn. Như vậy, nội dung miêu tả của mỗi đoạn trong phần thân bài đó là, thì ở phần thân bài là có 3 đoạn. Đoạn 1, nội dung miêu tả của đoạn là tả sự kỳ vĩ của Hạ Long với hàng nghìn hòn đảo hình dạng khác nhau. Đoạn 2 là tả sự duyên dáng của Hạ Long, vẻ tươi mát trẻ trung suốt 4 mùa. Đoạn 3 là tả những nét riêng biệt hấp dẫn của Hạ Long qua mỗi mùa. Rồi tiếp theo câu C, những câu văn in đậm trong bài có vai trò gì trong mỗi đoạn và trong cả bài? Thì các em hãy đọc kỹ từng đoạn văn rồi xem xét các ý chính của mỗi đoạn văn có liên quan gì tới câu mở đoạn hay là không. Như vậy, những câu văn in đậm có cái vai trò đó là mở đầu cho mỗi đoạn, là câu chốt của mỗi đoạn, lưu ý bao trùm toàn đoạn. Xét trong toàn bài thì những câu văn đó có tác dụng là chuyển đoạn, nối kết các đoạn với nhau. Rồi tiếp theo là câu 2 nhỏ, dưới đây là phần thân bài của một bài văn tả cảnh Tây Nguyên. Em hãy đánh dấu ít vào ô trống trước câu mở đoạn thích hợp nhất cho sẵn mọi đoạn dưới đây. Đoạn 1, phần phía nam của dãy Trường Sơn nằm ở đây với nhiều ngọn núi cao từ 2.000 đến 2.600 mét. Quanh năm mây trắng phủ đầu, bên những chóp núi cao là những thảm từ thảm rừng dày. Có nhiều khu rừng nguyên sinh từ bao đời nay chưa in dấu chân người. Rồi ô thứ nhất, Tây Nguyên là miền đất núi non điệp trùng. Thứ hai là Tây Nguyên có núi cao chất ngất, có rừng cây đại ngàn. Thứ ba là đến với Tây Nguyên là đến với cái mảnh đất của những cánh rừng hoang sơ. Như vậy, ở đoạn 1 này, câu mở đoạn thích hợp nhất cho cái đoạn 1 ở dưới đây đó là câu Tây Nguyên có núi cao, chất ngất, có rừng cây đại ngàn. Như vậy thì câu chúng ta sẽ đánh dấu ít vào cái ô vuông thứ hai. Tây Nguyên có núi cao, chất ngất, có rừng cây đại ngàn là cái câu mở đoạn thích hợp nhất cho cái đoạn số 1 này ở đây. Như vậy thì câu đoạn 1 các em sẽ đánh dấu ít vào Tây Nguyên có núi cao, chất ngất, có rừng cây đại ngàn.
Rồi tiếp theo đoạn 2, những đồi tranh vàng ống lao sao trong gió nhẹ. Những đồi đất đỏ như vung úp nối nhau chạy tiếp tắp tận chân trời. Đó đây, những cụm rừng xanh đậm như hỏng như ốc đảo nổi lên giữa thảo nguyên. Những đồn điền cà phê, chè, tươi tốt mênh mông. Những rẫy lúa, nương ngô bên những mái nhà sàn thấp thoáng, trải dài ven bờ suối hoặc quay vần bên trên những ngọn đồi. Ô thứ nhất, nhưng Tây Nguyên đâu chỉ có núi cao và rừng rậm, Tây Nguyên còn là miền đất của những dòng sông cuồn cuộn, những dòng suối nên thơ. Ô thứ hai, nhưng Tây Nguyên đâu chỉ có núi, có rừng, Tây Nguyên còn là miền đất âm vang tiếng đồng cồng chiêng từ ngàn đời. Ô thứ ba, nhưng Tây Nguyên đâu chỉ có núi cao và rừng rậm, Tây Nguyên còn có những thảo nguyên rực rỡ trong nắng dịu mùa xuân, như những tấm thảm lụa muôn màu muôn sắc. Như vậy, ở đoạn số 2 này các em sẽ chọn đó là ô thứ ba. Nhưng Tây Nguyên đâu chỉ có núi cao và rừng rậm, Tây Nguyên còn có những thảo nguyên rực rỡ trong nắng dịu mùa xuân, như những tấm thảm lụa muôn màu muôn sắc. Như vậy đoạn 2 các em sẽ đánh dấu vào ô thứ ba. Rồi tiếp theo số 3 nhỏ là hãy viết câu mở đoạn cho một trong hai đoạn văn ở bài tập 2 theo ý của riêng em. Tức là các em sẽ viết cái câu mở đoạn trong cái đoạn 1 hoặc là đoạn 2. Các em sẽ chọn một đoạn và các em sẽ viết câu mở đoạn cho cái đoạn mà em chọn. Như vậy ở đây, ví dụ ở đoạn 1 thì chúng ta có thể viết là: đến với Tây Nguyên, ta sẽ gặp được những ngọn núi cao chớp ngất và rừng cây đại ngàn. Rồi ở câu tiếp theo, đến với vẻ đẹp của Tây Nguyên, trước hết là núi non hùng vĩ và những thảm rừng dày. Rồi ở đoạn 2 thì các em có thể viết là: những cái làm nên đặc sắc của Tây Nguyên là những thảo nguyên bao la bát ngát, không chỉ hấp dẫn du khách bằng núi cao và rừng rậm, Tây Nguyên còn mời gọi khách tham quan bằng những thảo nguyên rực rỡ sắc màu. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi vở bài tập tiếng Việt lớp 5. Thì sau khi xem xong, nếu các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn nút thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh thầy Lim để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và cô chào tạm biệt các em.